mong anh thương em thanh xuân còn lại, cả cuộc đời em gả cho anh. Về bên anh chỉ có anh thôi, xa là nhà em xa họ hàng người thân. Phận làm dấu đời mấy ai thương, bên anh một đời mong được người thương em. Đời người con gái hơn nhau ở tấm chồng, tiền bạc phú quý nhiều khi sớm tối cô đơn. Anh ơi anh có biết không, vất vả đau follow anh nhé mọi người. Ờ, follow mình nhé mọi người ơi. Phải tự an ủi mình. Phận làm sao? Hay là bây giờ mọi người cứ bảo em là thu âm không hay bằng hát live đúng không? Bây giờ em ngồi như thế này em hát, xong em quay lại em đăng lên, YouTube luôn. Khỏi cần phải chỉnh sửa gì hết. Đời em giờ trao cho anh, em mong anh thương em thanh xuân còn lại, cả cuộc đời em gả cho anh. Về bên anh chỉ có anh thôi, xa là nhà em xa họ hàng người thân. Dấu đời mấy ai thương, bên anh một đời mong được người thương em. Đời người con gái hơn nhau ở tấm chồng, tiền bạc phú quý nhiều khi sớm tối cô đơn. Anh ơi anh có biết không, vất vả đau thương là TikTok hả? Trời ơi. Bây giờ admin TikTok có tích xanh vào đây.